你编号几号？他编号0140。你去过台湾了吗？啊，你过台湾去了？多久？他还没有。在台湾你有亲戚有朋友吗？ở đài loan bạn có người thân hay bạn bè gì không? Không. Không hiểu đâu. Bạn có hút thuốc hay uống rượu mà? Bạn có hút thuốc hay uống rượu bia không? Không. Không hiểu. Bạn hiện tại ở Việt Nam làm công việc gì? Hiện tại ở Việt Nam bạn làm công việc gì? Làm đó làm tiền và lái xe. Bạn là trợ trưởng công và tài xế. Tại Việt Nam, một tháng lương của bạn là bao nhiêu? Một tháng lương của bạn là bao nhiêu tiền? 4 triệu.大概$200。在台湾工作，如果雇主需要你配合加班，你愿意吗？ở đài loan nếu chủ sử dụng lao động yêu cầu bạn phối hợp tăng ca, bạn có đồng ý không? Tôi đồng ý. Ta愿意的。对今天面试的工作，你有什么问题吗？ Hôm nay phỏng vấn công việc này, bạn có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi không. Ta没有。都清楚了吗？đều rõ ràng chưa? Tôi rõ ràng. Tôi清楚了。今天你回答的问题你要老实，确实不能欺骗，你知道吗？后面写了您过完年版本的听他控制的有一版过别号有点他知道了，谢谢。